Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin đề cập đến quý vị và các bạn về quy định tạm giữ, tạm giam, giấy mời, giấy triệu tập, hiến pháp bảo vệ quyền bất khả xâm phạm, quyền tuyệt đối, tạm giữ hành chính, tạm giữ hình sự, luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Các bộ luật được sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2016 và luật thi hành án hình sự 2010. Giấy mời, giấy triệu tập, hiến pháp bảo vệ quyền bất khả xâm phạm, hiến pháp 2013, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, xúc phạm, danh dự, nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm soát Nhân dân, trừ trường hợp phạm tội, quả tang. Việc bắt giam giữ người do luật định, tạm giữ hành chính xảy ra khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc gây thương tích cho người khác, cần phải thu thập xác minh những tình tiết quan trọng để làm căn cứ cho việc quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 192/2004 ban hành quy chế tạm giữ hành chính, người bị bắt giữ theo quy định truy tìm của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, người có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Tạm giữ hành chính, thời gian tạm giữ hành chính, lệnh thứ nhất 12 tiếng, lệnh thứ hai 24 tiếng, vùng sâu vùng xa tối đa là 48 tiếng. Người bị tạm giữ hành chính là vị thành niên, cơ quan tiến hành tạm giữ phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu tạm giữ hành chính quá 6 tiếng hay từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau, người ra lệnh tạm giữ hành chính phải thực hiện ra quyết định tạm giữ hành chính hoặc chấm dứt tạm giữ hành chính bằng văn bản thông báo cho người thân người bị tạm giữ biết, nếu không phải ghi vào sổ theo dõi tạm giữ. Tạm giữ hình sự, thời hạn tạm giữ theo luật định tố tụng hình sự quyết định tạm giữ hình sự tối đa 3 ngày. Gia hạn thêm đến lần thứ hai, mỗi lần không quá 3 ngày. Vụ án đã khởi tố, cơ quan cảnh sát an ninh điều tra ra quyết định tạm giữ nhưng phải được Viện Kiểm sát phê chuẩn, giam giữ không có lệnh là vi phạm pháp luật. Tạm giam, thời hạn tạm giam theo luật định tố tụng hình sự quyết định tạm giam tối đa là 4 tháng. Gia hạn đến lần thứ ba, mỗi quyết định không quá 4 tháng. Cơ quan cảnh sát an ninh điều tra ra quyết định tạm giam nhưng phải được Viện Kiểm soát phê chuẩn, giam giữ không có lệnh là vi phạm pháp luật. Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7/2016, nghiêm cấm tra tấn, truy bức, dùng nhục hình, cụ thể nghiêm cấm tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hoặc các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ tạm giam, nghiêm cấm giam giữ trái pháp luật các hành vi vi phạm, các hành vi giam giữ người trái pháp luật, trả tự do trái pháp luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm quy định trong quản lý, canh giác áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam đều bị nghiêm cấm. Người bị tạm giữ tạm giam vẫn có quyền bầu cử, quyền trưng cầu ý dân. Quyền bầu cử là một trong những quyền cơ bản của công dân. Theo quy định pháp luật, người bị tạm giữ tạm giam chưa được xem là người có tội. Chỉ khi nào có bản án của tòa án kết tội và bản án này có hiệu lực pháp luật. Do vậy, trong thời gian bị tạm giữ tạm giam, người bị tạm giữ tạm giam vẫn có quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử, đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân chỉ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ. Cụ thể, người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng. Trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý. Thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ. Các bộ luật được sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2016 và luật thi hành án hình sự 2010. Giấy mời, giấy triệu tập. Khi nhận giấy mời, giấy triệu tập, cần chú ý cơ quan nào ban hành, ai ký, có đúng họ và tên không, địa chỉ cư ngụ của người bị mời, bị triệu tập, thời gian nhận giấy mời, giấy triệu tập, đến khi tới cơ quan điều tra, đồn công an, ủy ban nhân dân có đúng 3 ngày, ngày làm việc không, đến đâu, gặp ai, họ và tên, chức vụ cấp bậc gì,
nội dung làm việc có ghi rõ cụ thể hay không, tư cách người bị mời, bị triệu tập, giấy mời, giấy triệu tập, khi nhận giấy triệu tập theo luật tố tụng hình sự cần phải chú ý, quyết định khởi tố vụ án, người bị triệu tập đến cơ quan ban hành với tư cách gì, người bị hại, bị can, bị cáo, nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ. Giấy mời giấy triệu tập đến cơ quan công quyền, đến cơ quan công quyền theo giấy mời giấy triệu tập cần chú ý, sức khỏe có đảm bảo cho buổi làm việc hay không, viên chức làm việc có đúng như trên giấy mời hay không, giấy triệu tập nội dung làm việc có đúng như trên giấy mời giấy triệu tập hay không, có hiểu được ngôn ngữ của viên chức nói những gì, bài thảo trường hợp công nhân đang bị tạm giữ tạm giam làm sao để mời luật sư bảo vệ cho mình, hợp đồng với luật sư trước khi bị bắt có được xem là thư mời luật sư không. Giấy mời và giấy triệu tập, giấy nào có tính ràng buộc pháp lý? Ông ví dụ ông Nguyễn Văn A nhận giấy mời của công an xã Vĩnh Bình, trong đó không ghi rõ lý do mời mà chỉ ghi đến đồn công an để làm việc. Giấy mời ban hành ngày 1 tháng 2 và gửi đến ông A trong ngày, yêu cầu đến đồn công an vào ngày 2 tháng 2. Công an xã đến nhà bà Nguyễn Thị B gửi giấy triệu tập với nội dung liên quan đến buổi cầu nguyện tại gia bà B. Người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm, chính quyền chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm đến về quy định tạm giữ tạm giam hành chính. Xin cảm ơn.